Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Tin học Đông Phương. Trong video ngày hôm nay thì Phương sẽ giới thiệu cho các bạn một cái ứng dụng bằng Excel để chúng ta in và quản lý những cái lịch hẹn mà mình vừa viết cho một bạn. Lịch hẹn này có thể là hẹn phỏng vấn, hẹn sửa chữa hoặc là bác sĩ hẹn khám bệnh nhân chẳng hạn. Sau đây Phương sẽ demo cho các bạn một số cái tính năng file này. Và ở video khác nếu mà mình rảnh thì mình sẽ làm video để hướng dẫn cho các bạn viết code VBA để chúng ta thực hiện ra được cái file này nha. Đầu tiên chúng ta sẽ có những cái sheet như thế này và chúng ta sẽ đi từ sheet nhập liệu. Ở sheet nhập liệu chúng ta sẽ nhập họ tên mà chúng ta hẹn, ví dụ như là anh Trung. Rồi ngày tháng thì chúng ta chỉ cần nhập ngày vào đây thôi. Ví dụ như ở đây hôm nay là ngày 5 tháng 4 thì chúng ta sẽ ghi là 5-4, enter thì tự động nó thêm 5 cho mình. Lịch sáng ở đây chúng ta kích vào đây để chúng ta hẹn lịch. Ví dụ như ca sáng thì có bao nhiêu ca, thì bao nhiêu ca thì chúng ta sẽ khai báo ở phần danh mục đây. Ví dụ như ở đây khung giờ sáng mình có là bao nhiêu ca, bao nhiêu khung giờ đây, khung giờ chiều bao nhiêu đây, và số lượt hẹn một khung giờ thì chỉ có một lượt thôi. Ví dụ như ở đây mình hẹn là ngày 7 đi, ngày 7 tháng 4 đi. Đó. Thì lịch sáng thì chúng ta kích vào đây, chúng ta thấy là tất cả những lịch sáng ở đây. Tuy nhiên, ví dụ như anh Trung này hẹn lúc 7 giờ rồi, thì những người khác, chúng ta khi mà chúng ta chọn vào khung giờ sáng thì sẽ không thấy được là 7 giờ nữa, có nghĩa là 7 giờ nó mất đi. Ví dụ ở đây mình hẹn là anh Trung là khung giờ là 8 giờ sáng đi, kích vô đây, mình chọn là 8 giờ sáng. Đó. Lịch chiều thì không có. Sau đó chúng ta lưu và in hoặc là lưu không in. Thì ví dụ như ở đây mình lưu không in đi. Đó. Sau khi in xong rồi, ví dụ như chị Hải đi, chị Hải tới cũng ngày 7 tháng 4 luôn. Khi mình vào đây á thì chúng ta tìm vô đây chúng ta không thấy 8 giờ nữa, bởi vì 8 giờ là đã có người hẹn lịch rồi. Đó, đây là cái hay của cái phiếu này. Ví dụ như chúng ta quy định là trong một khung giờ có thể hẹn hai người, thì ở trong phần danh mục này các bạn có thể sửa lại là số 2 ở đây. Thì khi mà chúng ta đủ hai người thì ở đây nó mới mất cái khung giờ đó. Còn nếu như một người thì nó vẫn còn khung giờ đó. Ví dụ như ở đây mình sửa lại số 2 này. Đó, xong rồi cái chị Hải này, ví dụ hẹn là chiều đi, là chiều lúc 13 giờ đi, chúng ta bấm lưu không in. Đó. Thì khi mà một người khác nữa, anh A chẳng hạn tới thì cái lịch chiều này nó vẫn còn. 13 giờ vẫn còn. Đó, các bạn hình dung không? Bây giờ giả sử mình hẹn một cái lịch chiều 13 giờ của anh A này nữa, bấm lưu không in. Bấm yes. Rồi, bây giờ một cái người chị B nào đó tới nữa thì cái lịch chiều của cái ngày này nè, nó sẽ mất. Đây, các bạn thấy là 13 giờ sẽ mất này. Nhưng mà ví dụ như ngày 8 tháng 4 chúng ta sửa lại ngày 8 tháng 4 thì cái lịch chiều ngày 13 chắc chắn nó sẽ còn rồi, đúng không? Nó chỉ mất cái ngày là ngày 7 thôi. Ví dụ mình sửa là ngày 7 ở đây. Thì ở đây mình kích vô là ngày 13 giờ nó sẽ không còn. Chức năng đó nó sẽ giúp cho chúng ta không bị hẹn trùng lịch. Rồi, sau khi mà chúng ta lưu và in hoặc là lưu không in á thì dữ liệu nó sẽ lưu vào cái data này. Thì đây là những cái danh sách lịch mà chúng ta đã ghi và hẹn. Đó, thì nếu mà chúng ta nhìn vô một danh sách lịch này chúng ta rất là khó theo dõi, thì nó sẽ có một cái sheet nữa gọi là sheet báo cáo. Thì đây là một cái lịch theo năm, ví dụ như là năm 2023. Cái đây là tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4 tới tháng 12. Và đây là những cái ngày trong tháng đó. Ngày trong tháng đó. Ví dụ như ở đây những cái ô nào màu xanh, có nghĩa là cái ô đó chúng ta đã có hiện lịch rồi. Thì cái dữ liệu màu xanh này nó sẽ nhận biết nhờ cái sheet box, nhờ cái sheet data này. Ví dụ như ở đây ngày 5, chúng ta có thể kích đúp vào đây để chúng ta xem lịch chi tiết, thử xem là thử là ai hẹn khung giờ nào, kích hai cái vô. Đó. Thì ví dụ các bạn kích hai cái vô ngày 5 thì các bạn thấy là trong ngày 5 tháng 4 này là ca sáng là có 7 giờ hẹn tên An, 10 giờ hẹn tên Hải và 15 giờ hẹn tên Hùng. Tương tự với những ngày khác đó, ví dụ như ngày 7 tháng 4 thì 8 giờ hẹn anh Trung, 13 giờ là chị Hải và 13 giờ hẹn anh A. Đó, ví dụ hồi nãy mình mới nhập đó. Cho nên khi mà một người mà tới hẹn á, chúng ta muốn biết được là cái lịch nào trống á, thì chúng ta chỉ cần nhập ngày ở đây thôi. Và chúng ta kích vào cái lịch sáng này thì nó sẽ hiển thị những khung giờ nào mà trống. Hoặc là kích vào cái khung giờ chiều này, chúng ta sẽ biết được là những cái khung giờ nào còn trống. Mà chúng ta không cần phải qua data để chúng ta dò, chúng ta xem lại. Thì đó là cái chức năng chúng ta viết code VBA để chúng ta quản lý được cái chuyện đó. Đó rất là hay. Thì đây là năm 2023. Nếu mà năm 2024 thì các bạn cũng gõ đây. Ví dụ 2024, chúng ta vẫn lưu vào cái sheet data này. Ví dụ như ở đây ngày 1 tháng 1 2024 đi. Ngày 1 tháng 1 2024 chúng ta hẹn chị B này. Ví dụ như 7 giờ sáng lưu không in. Thì sang cái sheet báo cáo này á, nó chỉ là có 2023 thôi. Chúng ta chỉ cần sửa lại, chúng ta muốn xem báo cáo năm nào, chúng ta sửa lại 2024 ở đây. Thì bạn thấy là ngày 1 tháng 1 nó tự động nó tô màu vậy mình.
kích đúp lên đây để mình xem. Đó các bạn thấy, cho nên là cái file này chúng ta sẽ là nhập liên tục nhiều năm luôn mà chúng ta không cần phải xóa nhập lại, chỉ mất công. Đó thì đây là cái ứng dụng nhỏ để quản lý những lượt hẹn. Thì ở video sau nếu mà Phương có thời gian thì mình sẽ hướng dẫn các bạn viết code.